Cherry vừa nè, để vậy nè, 1 2 2 4 6 8 10 nè, một cái là 10 cây. Để nhẹ xuống con. Một một bó là 10 cây. Vậy có đếm cả cherry con đếm coi bao nhiêu bó vậy con? Hả? Con đếm nha, đếm lớn lên chứ. Đếm đi, con đếm hết coi bao nhiêu bó, con chuyển qua đây coi bao nhiêu bó. Mai là có đem vô trường là mấy cô giáo ở trong sẽ thay mặt Khánh này sẽ phân ra nha ông bà cô bác. Về mốt mà nếu mà có dịp mà tới đó Khánh sắp xếp mà vô trường được mà cuối năm á, cuối năm mà để phát những quyển tập nè, quyển tập 300 quyển tập với 170 cây viết này cho mấy bé học sinh đó, thì nếu mà Khánh sắp xếp được Khánh vô, Khánh sẽ ghi hình chia sẻ tới những quý khán giả quý mạnh thường quân cùng xem. Nãy đang có vấn đề mà đang về nghệ đó mà cô bác. Bữa nay thực sự thì lấy được đạt được 30 ký nghệ đó là cũng là rất là vui luôn á. Tại vì thuốc thang lúc này cũng hiếm lắm, hạn chế nhiều bà con nữa. Cái người bệnh thì nhiều mà thuốc thì càng lúc càng hạn hẹp nên là cũng hơi khó khăn chút xíu. Khánh cũng cố gắng. Chắc cô hai chắc xem video này, cô hai ở bên Úc chắc cũng mừng lắm rồi. Tại vì hôm nay gửi bệnh 40 phần xong rồi nhờ gửi 20 phần nữa, cô hai mừng rồi, chuẩn bị có để gửi rồi. Rồi chú Hoang ở ngoài Thái Bình nữa. Rồi anh Dũng nữa. Rồi cô Út, cô hai, cô Năm, cô Sáu nữa. Trời ơi, quá trời, trong tuần này là quá trời quá đất luôn. Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn. Đó, anh này anh Khánh nhà nhìn thấy nghệ bị trẻ ông bà cô bác. Để xíu đi mẹ kiểm tra con. Chị Di chào ông bà cô bác con. Anh nhìn thấy nghệ bị trẻ vậy đó ông bà cô bác. Này chị Di chào ông bà cô bác à. Anh chào ông bà cô bác. Mở cửa ra cho ba dắt xe vô đi con. Chị Di. Chào ông bà cô bác anh. Rồi Khánh Nguyễn chào ông bà cô bác luôn. Này anh gì? Đã đời mới kiếm được 30 ký nghệ đâu mà cô bác ơi. Thì lúc này nghệ cũng trời nắng nóng quá nên nghệ cũng khó. Nghệ này nghệ già luôn á, sáng rồi đặt từ mấy hôm nay rồi. Rồi ở nhà vườn họ mới rửa xong rồi Khánh xuống lấy nè. Giờ này cũng 8 giờ, 9 giờ rồi. Quá trời luôn, họ xịt sạch lắm, vì này họ nói rửa sạch. Giờ nó già quá trời luôn nè. Vì này giống như là gần cuối vụ rồi. Gần cuối vụ nên là để lâu quá. Để lâu nhà cũ đế luôn, cũ nào cũng nấy út nút mà. Đó rồi, lấy kéo cho ba đi con. Đứa đang học bài à? Học tiếng Anh chuẩn bị thi cuối kỳ mà làm cực cực nhưng mà thấy bà con mà khỏi bệnh cũng mừng mà cô bác ơi. Này hổm là Khánh mới vừa gửi qua bên Úc 40 phần rồi, xong rồi cô hai bảnh thì con nói gửi tiếp bảnh 20 phần nữa, thì đặc biệt có anh Dũng nữa. Anh Dũng ở Bình Tân hả? Hổm xuống đây tính ra xuống đây mấy lần em? 4 lần phải không? 6 lần với 4 lần. Có anh Dũng là 6 rồi. 6 lần 7 lần rồi. Là anh cũng xuống anh đặt tiếp là 5 phần nữa. Vậy đặc biệt có chú Hoang. Chú Hoang ở ngoài Thái Bình đó. Hôm nay thì chú từ lúc mà nằm đi không được luôn mà chú uống xong cái chú bật dậy chú đi bình thường bởi vậy. Mấy anh em bà con trong gia đình của chú hôm nay lấy vòng vòng chắc tính ra chắc cũng phải 40 phần ha. Không nha. Anh để về bên góc đó, đó để mai nè. 40 phần à. Rồi chuẩn bị là chú lấy thêm 10 phần đó. Ở Thái Bình đó bà cô bác. Chắc chú xem chú cô chú xem chắc biết mà. Chuẩn bị.
chuẩn bị 10 phần nữa. Đây. Được không? Để em rồi bỏ xuống dưới luôn. Bỏ xuống đó. Bỏ đi, bỏ xuống. Thôi trời ơi. Hỏi đây tí nữa em làm. Đó. Cô Hai ơi. Kiếm đã đời. Đã đời có nghệ rồi cô Hai ơi. Đi làm sớm để gửi qua bên Úc nữa. Rồi mấy bà con cô bác thì trong tuần này á Khánh cũng ngâm tính ra cũng hai mấy hũ nữa em. 24 25 hũ vậy phải không? Bình hôm nay đi mua còn họ báo không có bình. Trời ơi, gì kỳ vậy? Nhựa Duy Tân sao? Sao không bán không mà cô bác ơi. Ông bà cô bác là có thuốc mà có chậm trễ ông bà cô bác cũng thông cảm giúp cho Khánh nha. Bữa nay em bé Tư ảnh đi khám bệnh ảnh dắt cái nghe nó cũng thấy thương ảnh dắt một cái người bà con hay là người sớm em đi lên bệnh viện 115 á khám là biết là bị bệnh thần kinh tọa xong rồi ảnh cũng ảnh dắt cái người anh đó xuống đây năn nỉ đã đợi luôn chia cho người anh đó hũ tại vì ảnh đặt trước Khánh một hũ rồi anh bé Tư ở Đức Hòa hay là Mộc Hóa thì Khánh cũng nhớ nữa anh bé Tư á anh uống qua xong rồi anh khỏe rồi xong rồi anh sẵn cái chuyến đi cái người đó đi khám bệnh ở trên Sài Gòn á và anh Giang đi theo để anh ghé anh lấy hũ thuốc về thì anh năn nỉ thêm hũ nữa tổng cộng 2 hũ mà chắc bữa nay em không có ghi hình đấy hả anh đi như một cơn gió anh nói để anh về anh điện lại cho anh đó anh đi nhanh lắm hả anh đi xe giáp mà đâu phải đi xe ô tô vậy cái người kia là ở đâu ý là mệt quá rồi đuối quá rồi rồi ở ngoài đợi hả dạ rồi anh đi giáp vì đây anh lấy 2 bình bởi vì ông giáp đâu đựng không vậy đợi anh kia anh nhích quá gì dạ thôi đi vô từ từ luôn dạ thôi đi vô, chào ông bà cô bác sẵn luôn. Rồi nha vô giới thiệu ông bà cô bác luôn rồi chuẩn bị cuối năm học rồi tắt hả tắt không hả? Có đang còn mà sao tắt rồi ý là em để em gài cửa để em hái lại từ từ không có hai đứa con đang bật tivi em sợ hôm vô mấy kêu tắt tivi đi sẵn tại vì cũng có ê giờ Khánh đằng sau quá nãy giờ Khánh bây giờ Khánh mới được thấy cái mặt đây mệt mỏi mết hết rồi mồ hôi mồ kê á mà cô bác Khánh quay này những chương trình thực tế luôn mong bà cô bác cũng thương Khánh thì thông cảm giúp cho Khánh nha tại nãy Khánh nói là có chia sẻ tin vui là nè tụi con ơi nè hai gái đang học bài đang học bài còn mấy ngày nữa là thi cuối năm coi như là xong rồi ông bà cô bác ơi đây Khánh vô đây ông bà cô bác nè nãy Khánh nói báo tin mừng là Khánh có mua 300 quyển tập đi viết đó viết của một người cô hổng cô đó là cô gì anh quên rồi ta cô Mai hay là cô gì ở Mỹ á có gửi viết cho Khánh Tiêu Phong là gửi cho mấy bé học sinh đó nè thì Khánh cũng có cầm về đây rồi trong đây thì cũng 200 cây mà hôm nay là cũng phát cho mấy đứa lắc nhắc ở đây còn lại trong đây là 170 cây là cây viết không bà cô bác thì bây giờ sẵn đây thì đang chia sẻ quá trình thuốc thì hồi Khánh cũng ghi hình một chút xíu là tin vui để cho mấy bé cuối năm này có quà cho những bé là đặc biệt là những bé khó khăn rồi có ý chí cố gắng học hỏi nè rồi những bé mà đạt học sinh xuất sắc nữa thì sẽ tặng tập đây Khánh chuyển máy quay ra đây đây nè ông bà cô bác hả con cắt ra hả nè thôi con gái để cho mẹ cắt đi con cắt đâu có được đâu cắt thấy tay giờ nó tầm lum à ê không được đâu mẹ cắt giùm đi mẹ nè đây ông bà cô bác cái này là ấy chia hết rồi còn có 170 cây thôi 170 cây còn tập nè tập này Khánh cũng đặt ở chỗ tập quá hả à nhà sách phải không thì tại chỗ đó nó bán tùm lum á
nè đó nè, cà rốt với cherry nè, hai đứa học giỏi nè nè. À, mở ra luôn đi, để đường nào mình cũng ấy chia ra hết mà. Ngày mai là đem vô trong trường luôn để cho mấy cô giáo tính để phân ra để biết những bé học sinh như thế nào mới ấy. Thôi con đứng, con dựa vô thuốc, con đứng ni ne ra đó. Thuốc này nè, ngày mai là cũng 5 phần, cũng có một người anh tới nhận thuốc nữa nè, thì chuẩn bị sẵn hết rồi, có rượu rồi hết luôn. À, cherry ăn gì đó con? Con mở mời cô bác ăn nè. Tối rồi mà còn ăn nữa hả con? Rồi tối rồi đó nha, ăn ít thôi nha. Này là tập 100 trang không mà cô bác? 96 thường thường mình nói 100 trang không mà. Rồi, ra con. Rồi, để vô. Đó. Không biết là cà rốt có đạt danh sách học sinh xuất sắc để được thưởng những phần quà này hôm nay nữa. Có không con? Tự tin dữ ta. Nè đây nè, vợ Khánh đang cắt những cây viết ra nè. Cây viết. Đó, hả? Màu này là màu xanh với màu đen. Để gửi cho những bé học sinh lớn lớn có thể viết cái này nè. Học sinh lớp 4, lớp 5, lớp 3, lớp 4, lớp 5 là viết được cái này rồi. Đó bà cô bác. Ừ. Bên Mỹ gửi về nè. Đó. Để đây Khánh mà. Con ngồi xích ra, ngồi nép ra, bà để ra luôn. Lấy ra nè cà rốt. Lấy ra đi con, lấy mở ra. Một còn 170 cây nha bà cô bác. Tại vì mình bỏ ra cái bịch luôn chứ mình đâu để trong đây nữa đâu em. Hả? Ý là bỏ nguyên cái bịch bự vậy nè. Nguyên cái bịch bự bỏ hết chứ đừng có bỏ vô vậy nữa. Đó, còn để nguyên vô luôn, coi chừng con. Đây, cherry vừa. Nè, để vậy nè. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Nè, một cái là 10 cây. Để nhẹ xuống con. Một bó là 10 cây. Vậy có đếm, cherry con đếm coi bao nhiêu bó vậy con. Hả? Con đếm nha, đếm lớn lên chứ. Đếm đi, con đếm hết rồi bao nhiêu bó, con chuyển qua đây con bao nhiêu bó. Rồi nè, bỏ rác vô nè em. Đưa cho mẹ đi con. Gom bỏ rác lại. Này mốt mình bỏ cho bịch bự. 17. Hay vậy ta. Đúng rồi, còn 170 cây. 170 cây bút nhưng mà cô bác nè. Để chắc qua nè. Đó, chắc qua, để ngang qua. Đó. Đó. Quay thực tế luôn. 170 cây. Tại vì hai anh em cũng có phát ở trên chợ, trên trường Gò Đen, trên trường Gò Đen, trường của Tí á, Tí học nữa. Nên là cũng chia ra làm đôi. Chim rồi là mỗi chỗ là 200 cây. 200 cây mà tao hôm nay tại vì Khánh cũng phát cho mấy bé lai rai hôm nay nên còn 170 cây ở đây. Thôi để đó đi con. Rồi một lấy một cái bịch bự đi con bỏ vô. Cái bịch bự ngoài á con, lấy một cái bịch đi. Lấy một cái bịch ngoài á. Đi con. Một bịch. Lấy bịch đi bỏ vô hết luôn nha. Mẹ đang lấy bịch này, mẹ đang lấy bịch bỏ vô nè. Đây, mai là có đem vô trường là mấy cô giáo ở trong sẽ thay mặt Khánh này sẽ phân ra nha ông bà cô bác. Về mốt mà nếu mà có dịp mà tới đó Khánh sắp xếp mà vô trường được mà cuối năm á, cuối năm mà để phát những quyển tập nè, quyển tập 300 quyển tập với 170 cây viết này cho mấy bé học sinh đó. Thì nếu mà Khánh sắp xếp được, Khánh vô, Khánh sẽ ghi hình chia sẻ tới những quý khán giả, quý mạnh thường quân cùng xem. Nãy đang có vấn đề mà đang về nghệ đó mà cô bác. Bữa nay thực sự thì lấy được, đạt được 30 ký nghệ đó là cũng là rất là vui luôn á. Tại vì thuốc, thang lúc này cũng hiếm lắm, hạn chế nhiều bà con nữa. Cái người bệnh thì nhiều mà thuốc thì càng lúc càng hạn hẹp nên là cũng hơi khó khăn chút xíu. Khánh cũng cố gắng. Chắc cô hai chắc xem video này, cô hai ở bên Úc chắc cũng mừng lắm rồi. Tại vì hôm nay gửi bệnh 40 phần xong rồi nhờ gửi 20 phần nữa, cô hai mừng, chuẩn bị có để gửi rồi. Rồi chú
chú Hoang ở ngoài Thái Bình nữa, rồi anh Dũng nữa, rồi cô Út, cô Hai, cô Năm, cô Sáu nữa. Trời ơi, quá trời, trong tuần này là quá trời quá đất luôn. Cũng thôi, okay, cố gắng hết sức, thì cực mà bà con cô bác của mình hết bệnh là vui và hạnh phúc rồi. Ở nhà mong mỏi lớn nhất chỉ có mong ước vậy thôi. Rồi vài bữa nữa là nghệ sẽ, vợ Khánh sẽ bào ra thì phơi làm xong hết á, thì Khánh cũng sẽ tiếp tục ngâm 20-24 để trên tập luôn đi con nè. À, để đây đi, ngồi chuẩn bị mình ngồi xong mình chào luôn đi, xong rồi mình chút xíu mình đem qua nè. Mẹ ra nè, mẹ ơi. 24 hũ rượu thì Khánh sẽ ghi hình tiếp nè. Nè, dán lại hả? Ngày mai em trở về trường luôn hả? Trở về trường để mấy cô phân phải không? Tại vì trong tuần tuần tới này nè thì cà đó cũng thi xong là nghỉ luôn rồi. Nè, tụi con qua ngồi nè, qua ngồi ở đây mình chọn bà cô bác nè con. Đi theo đâu? Họ Cherry lấy giày và tiền của chị Hai à. Nè, nãy giờ lấy nghệ rồi về, rồi chuẩn bị là có quà cho mấy bé học sinh ở trong trường, mấy bé khó khăn, mấy bé đặt học sinh xuất sắc nè. Ở nhà nè mẹ có cảm nghĩ gì hôm nay? Con có không mẹ? Con có học sinh xuất sắc không? Con có được. Con học giỏi không? Có không con? Đi được 10 điểm. Dạ có hả? Đi con được 10 điểm. Môn gì? Môn tiếng Anh. Ôi, tiếng Anh 10 điểm rồi hả? Mới có 1 môn mà. Trời ơi, còn nhiều lắm con. Còn dài lắm. Còn mấy môn nữa con? Còn 2 môn. Môn gì nữa? Môn toán, môn tiếng Việt. Còn môn toán, môn tiếng Việt nữa. 2 môn đó mà phải 10 nữa mới được xuất sắc đó nha. À, là chỉ Khánh nói trong trường á, là ưu tiên là cho mấy bé học sinh xuất sắc, và mấy bé mà đặc biệt có điều kiện khó khăn thì cũng ưu tiên cho mấy bé điều kiện khó khăn. Còn chắc nhà trường thì xuất sắc thì nhà trường lo đi. Rồi mẹ có muốn phát biểu gì không nè, trước khi khép chương trình nè? Mong sao là có ông bà cô bác là uống thuốc mau được hết bệnh. Dạ, cũng chúc cho ông bà cô bác là luôn luôn là mạnh khỏe, là bình an luôn ạ. Rồi nè, cha hai đứa ha, cà đó với Cherry có nói gì đúng không bà cô bác không? Chúc ông bà cô bác mạnh khỏe. Dạ, chúc ông bà cô bác mạnh khỏe, cái nhà nó khỏe. Chúc ông bà cô bác cũng ngon. Rồi tới chị Hai nói gì? Chúc ông bà cô bác mạnh khỏe, có nhà sức khỏe, còn chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Rồi cảm ơn con nha. Rồi đây ông bà cô bác ơi. Rồi một lần nữa thì Khánh cùng với gia đình cảm ơn bà cô bác rất là nhiều luôn. Rồi chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe, bình an, công việc lúc nào cũng thuận lợi. Đặc biệt là gia đình, tất cả những thành viên luôn hòa thuận, ấm gia đình ấm no hạnh phúc. Rồi một lần nữa thì Khánh cũng mong sao bà cô bác xem những video của Khánh á, chia sẻ để ông bà cô bác những người bệnh biết tới Khánh nhiều hơn. Ở nhà là bài thuốc, ở nhà là chuyên trị bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, chèn ép dây thần kinh, chèn ép mạch máu nha. Rồi có người bị đau sau gáy, rồi bị tê tay, tê chân, giãn tĩnh mạch nữa. Nên ông bà cô bác cứ tự tin nha, cứ tự tin thì xem những video của Khánh rồi xuống nhà Khánh, đặc biệt là xuống trực tiếp nha. Rồi ông bà cô bác mà trong quá trình mà điện thoại Khánh không được á, thì ông bà cô bác cũng thông cảm là bỏ qua giúp cho Khánh. Có gì á, 8 giờ rưỡi trở đi á, 8 giờ rưỡi trở đi tối á, là ông bà cô bác điện thoại cho Khánh là được nha. Hoặc là nhắn tin, ông bà cô bác cứ nhắn tin về Khánh sẽ xem và trả lời hết tất cả tin nhắn của ông bà cô bác à. Mong bà cô bác thương Khánh, thương gia đình. Rồi có gì đừng có giận Khánh à. Rồi cả nhà mình chào bà cô bác nè. Chào bà cô bác, chúc bà cô bác buổi tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Bye bye. Nhớ xem video của Khánh Nguyễn nha bà cô bác. Bye bye bà cô bác nhiều. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây á, là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á, được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh á, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn.
cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình.